Được chưa? Rồi, xin chào anh chị em và tất cả mọi người. Ngày hôm nay Quỳ Anh rất là vui vẻ và hạnh phúc khi được giới thiệu với các bạn một món ăn đặc sản mới của Đà Lạt thân yêu của chúng ta. Xin đặt tên món này là Khô Nấm Vú Đà Lạt, một trong những món đặc sản mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu trong một quá trình. Tại vì như các chúng ta đều biết thì Đà Lạt nổi tiếng với những món ăn xuất phát từ rau củ quả, và trong thành phần chính đây là nấm, và kết hợp với lại những cái rau tươi rất là đẹp đó. Và các loại nấm cũng được trồng ngay tại thành phố Đà Lạt, và thành phần chính là trong đó là có những cái độ dai giòn sực sực và ngọt, và chúng ta có thể ăn rất là linh hoạt. Chúng ta có thể dùng chung với lại bánh chén cuốn chấm với lại nước mắm tỏi ớt rất là thơm, cùng với lại nếu bạn muốn ăn với tinh bột cho chắc bụng thì chúng ta có thể là bánh mì quảng và bún tươi. Và còn chần chờ gì nữa, xin mời các bạn đến với Khô Nấm Vú Đà Lạt siêu bự, một món ăn đặc sản mới. Xin rất là vui vẻ được trình bày với các anh chị và các bạn ngày hôm nay. Xin cảm ơn.